Đây thành quả của ba anh em hôm nay này. Rất là tuyệt vời các bạn. Đẹp luôn. Quá đây. Đẹp luôn. Mỏi tay. Hello, xin chào ngày mới. Ngày mới cũng có gì hơn chúc tất cả các bạn các bác có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay bên dẫn cả nhà đi lên một cái khu 10. Ở đây người ta gọi là khu 10. Ở đây khu rừng, ở đây thì mới vừa tối thì có hai anh em bảo trên đây có nhiều ong. Hôm qua bắt được hai tổ. Thì hôm nay bên dẫn cả nhà lên đây để xem cái khu rừng này như thế nào. Mời các bạn các bác theo chân bên nhá. Đây khu rừng đấy. Quá phê. Đây ở đây có vẻ dân ở đây đi rừng hay là đi rẫy rau thấy ít người. Vào cái khu 10 này kiếm để đi khai thác thì không biết là có hay không. Chứ hôm bữa là có đi khai thác ở dưới cái gì? Huyện gì quên. Đi nhiều quá quên rồi. Thì giờ chuyển sang bên khu 10 xã Cà Rông để xem ở trên này có không. Tới nơi rồi, vô nhà rẫy. Đây anh em nó ở đây. Thì hôm nay vô chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ở trên đây như thế nào. Đi bộ giảm cân. Ở trên đây thì do cái đồi núi này, đi xe không được thì anh em phải đi bộ. Mới đi thở không đều. Đây hôm qua hai anh em này lên rừng chơi rồi gặp tổ ong. Thì hôm nay gọi về bên lên đây xem. Để xem như thế nào. Đây là tới đây cả đi nửa đường gặp tổ ong này. Thấy phê chưa? Phê tới tái luôn. Mà zoom gần cho các bác xem. Đó. Cây này phải đóng đinh. Chú ôm không hết. Rồi bắt đầu vô rừng. Ai, đi nửa chặng đường thì đi nửa đường rồi các bác. Ai, đi thở không đều. Thấy phê không? Ai, cởi áo cởi quần lộ hết hàng. Chim chuột bay ra ngoài hết rồi. Các bạn xem video đừng quên like nhá. Các bạn xem video mà không cho một like là anh em buồn. Ở dưới đây có thác đẹp lắm. Giờ xuống đây quay mệt quá. Đi rung hết giờ rồi các bác. Đi không nổi. Lên đây toàn chỗ lên dốc. Đây ở đây có một thác đẹp.
Về chưa? Đã đủ. Rung hết giờ rồi. Nhìn đã chưa? Từ đây xuống dưới kia phải hơn 100 mét. Đó. Lên núi rồi. Rung hết giờ rồi. Nghỉ chân nghỉ tay đã. Uống nước. Chú ý rừng. Mát quá các bạn. Ôi ôi ôi. Nấm này không biết có ăn được hay không. Nhìn đó. Phải công nhận lên khu này nhìn những cái đồi núi rồi con suối thác nhỏ rất là phê. Rồi, lên đây gặp tổ ong ở trên đây. Mà dưới đây nhìn nó không thấy khuất. Lên đây hai bậc hai lên một người ơi. Cây đa to này. Đây vừa mới lên tầm 50 mét là gặp tổ ong này. Nhưng gần nữa các bác xem. Ôi, lên dốc mệt quá các bác ơi. Đi nãy giờ mà mỏi hết hai cái giò. Này. Nãy giờ ở dưới kia gặp hai tổ ong rồi. Nhưng mà để xem cái tổ kia cu nó to thôi. Giờ lên xe kia xem cái tổ ở trên đấy. Môn rừng. Cái này ăn ngon lắm. Để tới tổ ong rồi các bạn. Bây giờ đây. Khuất. Đây tổ ong ở trên cây đa này. Siêu to khổng lồ đó. Nhìn phê chưa? Tiếp luôn. Ê, tới tổ ong rồi các bạn. Nhìn đá chưa? Siêu to khổng lồ. Thank you.
nữa. Về miếng ăn thứ hai xem thịt quá như thế nào, có phê không? Đấy chưa hả lên tại đây bắt đầu đi mặc anh ơi chào ra chưa nhìn thấy là các bạn các bác nhớ like xem, không like anh em buồn. Ok anh em tiếp tục tổ thứ hai. Ok cảm ơn các bạn nhá. Xem mày đừng quên like, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên nhá. Ok. Hello đây mọi người nha. Đây thành quả của ba anh em đây. Phê chưa? Ai nặng quá. Đây được 5 lít. Đây được 4 lít rưỡi. Cần chục lít. Thấy phê không? Ôi mệt. Rất là kỳ luôn mọi người ơi. Nếu mà phê đừng quên like nhá. Các bạn các bác xem mà không like anh em kiếm buồn lắm. Rồi thôi anh em tiếp tục quá phê tê tái rồi.